Người phụ nữ thoát khỏi cửa tử nhờ phản xạ vàng trong 2 giây sinh tử. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 31 tháng 12 đã được camera an ninh ghi lại. Một người phụ nữ vừa ngồi lên yên xe thì bỗng hốt hoảng bỏ chạy thục mạng. Đúng lúc này, chiếc xe ô tô lao với tốc độ cao, lật nghiêng sang phẳng mái hiên gần đó. Có thể thấy sau tình huống tai nạn, hiện trường vô cùng hỗn độn, khói bụi mù mịt, đồ đạc vương vãi, ô tô hư hỏng khá nặng. Chiếc xe máy của người phụ nữ biến mất khỏi khung hình camera. Hiện chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu, tình trạng sức khỏe của tài xế ô tô thế nào. Đoạn video ghi lại sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận tới hơn 2,8 triệu lượt xem. Phần lớn bình luận đều cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do xe ô tô bị mất lái. May mắn là người phụ nữ đã nhanh chóng phát hiện nguy hiểm cận kề, chạy thoát cửa tử trong gang tấc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.